Hải Triều và Tường Vi rất vui khi được gặp lại quý khán giả trong chương trình Mua Gì Ở Đâu phát sóng trên kênh HTV7. Trong chương trình hôm nay thì chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý khán giả thông tin về những sản phẩm dịch vụ mới hữu ích, đặc biệt phù hợp với dịp Tết Trung Thu đang đến rất gần. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Thưa quý vị, sau 4 tháng thử nghiệm vận hành theo mô hình hiện đại của thế giới, mới đây, Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định hợp nhất 3 số điện thoại 113, 114, 115, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều tiện ích cho người dân. Theo Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh, việc duy trì các tổng đài 113, 114, 115 vẫn khiến một số người dân và du khách quốc tế nhầm lẫn khi có tình huống khẩn cấp xảy ra. Chính vì vậy, để khắc phục những bất cập đó, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành hợp nhất các tổng đài 113, an ninh trật tự, 114, cứu hộ cứu nạn và 115, cấp cứu y tế. Theo đó, từ nay khi cần hỗ trợ khẩn cấp, quý khán giả chỉ cần gọi một trong ba số 113, 114 hay 115 là sẽ ngay lập tức nhận được sự trợ giúp từ cơ quan chức năng. Ngoài cách gọi điện truyền thống, quý khán giả còn có thể dùng điện thoại thông minh liên hệ cơ quan chức năng khi cần hỗ trợ khẩn cấp thông qua ứng dụng HCMC EOC được tải về từ App Store hoặc CH Play. Theo kế hoạch, trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hình thành trung tâm tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp, cứu hộ cứu nạn hợp nhất 114, trung tâm điều hành đô thị thông minh. Khi hoàn chỉnh đề án, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có hai tổng đài gồm tổng đài 1022 tiếp nhận các phản ánh liên quan đến dịch vụ công, hạ tầng đô thị, còn tổng đài 114 phục vụ việc cứu hộ cứu nạn, ứng phó sự cố khẩn cấp. Trong thời gian qua, dịch bệnh đã gây ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế xã hội. Theo đó thì không chỉ những ngôi chợ thường có sự xuất hiện của du khách quốc tế như là chợ Bến Thành mới trở nên vắng lặng, mà một số chợ truyền thống khác cũng rơi vào tình trạng tương tự. Sau đây là ghi nhận của Mua Gì Ở Đâu tại chợ Hạnh Thông Tây, Thành phố Hồ Chí Minh. Chợ Hạnh Thông Tây tại quận Gò Vấp là một trong những khu chợ lớn nhất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, với lượng người đến kinh doanh, mua sắm rất đông đúc, hoạt động nhộn nhịp cả vào ban ngày và ban đêm. Tại đây, cung cấp sỉ và lẻ khá đa dạng các mặt hàng thiết yếu, phục vụ đời sống hàng ngày, từ tạp hóa, bánh kẹo, thực phẩm tươi sống cho đến sản phẩm may mặc, thời trang. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, hoạt động mua bán tại chợ đang diễn ra trong bầu không khí ẩm đạm, vắng lặng. Trước đây nếu như mà em đi chợ thì mọi người đi sát vào nhau, có thể là nắm tay nhau kẻo bị lạc, rồi xe máy là không thể nào mà chạy vào chợ được. Còn hiện nay thì chợ vắng hơn. Chợ mà đắt á, ví dụ như ngày thứ bảy nhiều thì có thể bán được 4 triệu hoặc là 5 triệu một đêm, hoặc là có khi 3 triệu một đêm, không chừng tùy theo. Còn từ hồi dịch bệnh tới giờ cô bán nè, có khi 600-700 ngàn. Được biết, trong đợt dịch đầu tiên, nhiều gian hàng tại chợ Hạnh Thông Tây đã phải đóng cửa và chỉ vừa hoạt động trở lại trong vài tháng gần đây. Thế nhưng, trước tình trạng giảm mạnh cả về số lượng khách hàng đến mua sắm và số sản phẩm tiêu thụ được, hiện nhiều tiểu thương tại chợ đã phải di dời sạp đến địa điểm khác để giảm chi phí thuê mặt bằng. Kính thưa quý vị, bên cạnh bánh nướng, bánh dẻo hay là lồng đèn, thì Tết Trung Thu truyền thống cũng không thể thiếu sự xuất hiện của các đội lân sư rồng. Và tiếp theo chương trình hôm nay, Mua Gì Ở Đâu sẽ mời quý khán giả cùng gặp gỡ một đội lân rất đặc biệt tại Thành phố Hồ Chí Minh. Vốn xuất thân từ một gia đình khó khăn, anh Lê Văn Nam không chỉ nhận nuôi các em nhỏ cơ nhỡ mà còn hướng dẫn các em những động tác múa lân. Sau 13 năm, đoàn lân Long Nhi Đường đã có sự tham gia biểu diễn của hơn 20 em nhỏ, có độ tuổi từ 6 đến 22. Trong những ngày này, các em đang bận rộn tập luyện để có thể biểu diễn các tiết mục đặc sắc phục vụ dịp Tết Trung Thu năm nay. Được biết, trong dịp này, Long Nhi Đường sẽ biểu diễn tại hơn 60 địa điểm khác nhau trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, phục vụ khán giả các nơi như trường học, siêu thị. Thì thường như Trung Thu thì mỗi năm thì chỉ có những tiết mục như là lân với ông địa, còn năm nay thì mình có thêm những như tiết mục như là
lưng đèn, lưng có thêm làm thêm những cái đèn led để cho hòa vô cái con lưng. Khi mà tới đêm trung thu thì mình biểu diễn bật những cái đèn đó lên, thấy khán giả vỗ tay họ vui, thì em cũng như anh em trong đoàn vui vì bao nhiêu công sức tập mấy hôm nay cũng đã được khán giả công nhận. Trải qua nhiều năm gắn bó, các em nhỏ đã dần trưởng thành, ý thức hơn trong công việc và cả các hoạt động sống hàng ngày. Sau khi biểu diễn, các em cùng nhau kiểm tra và vệ sinh lại các đầu lân để chuẩn bị cho lần diễn tiếp theo. Ngoài Tết Trung Thu, Long Nhi Đường cũng sẽ có những tiết mục biểu diễn phục vụ nhiều lễ hội khác trong năm hoặc các sự kiện khai trương, văn hóa, nghệ thuật. Thưa quý vị, các sản phẩm với hình dáng độc đáo, bắt mắt luôn thu hút sự chú ý của trẻ em. Và trong dịp Tết Trung Thu thì nhiều phụ huynh đã chọn cho trẻ những mẫu mặt nạ lấp lánh, rực rỡ sắc màu. Thế nhưng nếu chọn phải sản phẩm kém chất lượng thì rất có thể phụ huynh đã vô tình để trẻ tiếp xúc với chất độc hại. Theo các chuyên gia y tế, loại mặt nạ được đính hạt cườm, kim tuyến và các phụ liệu màu sẽ có nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe của trẻ, đặc biệt là khi trẻ tự vui chơi mà không có sự quan sát của người lớn. Bởi lúc này, các nguyên liệu trên mặt nạ có thể rơi vào miệng mắt hoặc thậm chí là bị trẻ nuốt, hít vào bên trong cơ thể. Điều này sẽ dẫn đến nguy cơ dẫn đến tình trạng gây ngứa, nổi mẩn đỏ, dị ứng trên da hoặc nghiêm trọng hơn là trẻ bị hốc dị vật, gây nguy hiểm cho hệ hô hấp. Những cái mặt nạ mà có những cái kim tuyến mà nó có thể bong ra được á, thì khả năng họ sẽ hít vào nó sẽ tổn thương, nó làm cho kích ứng cái đường hô hấp, làm ho rồi dị ứng, và thậm chí là những em bé mà nó có cơ địa chuyển á thì nó có thể lên một cái cơn chuyển. Rồi trong cái những cái hạt đó nó có thể có những cái mùi á, mà cái mùi đó thì cũng có thể kích ứng đường hô hấp, có thể gây ra cơn chuyển hoặc là ho kéo dài. Ngoài những sản phẩm mặt nạ đồ chơi không rõ nguồn gốc xuất xứ cũng như chứa những thành phần chất liệu kém chất lượng, các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo quý khán giả cần tránh lựa chọn các món đồ chơi có thể gây nguy hiểm cho trẻ như sản phẩm dễ cháy nổ hoặc thiết kế có các chi tiết nguyên liệu với kích thước nhỏ. Quý vị có thể theo dõi thêm chương trình Mua Gì Ở Đâu của chúng tôi thông qua kênh Facebook và YouTube. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình ngày mai cũng trên kênh HTV7.